Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì AutoCAD là một phần mềm rất là chuyên dụng dùng để vẽ và thiết kế. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chuyển đổi bản vẽ từ SolidWorks sang CAD và ngược lại. Đầu tiên thì chúng ta cần có một bản vẽ trên SolidWorks, thì mình có bản này ạ. Đây. Mình có một bản vẽ 2D trên SolidWorks. Bản vẽ này cũng khá đơn giản thôi. Vậy làm bây giờ làm nào để chúng ta có thể xuất nó ra thành mà để mà CAD có thể đọc được, thì các bạn chọn CVS, các bạn để cho mình là đuôi DWG, đuôi này là CAD có thể đọc được. Rồi, ok. Chúng ta mở CAD lên. CAD của mình đây là CAD 2010. Các bạn mở file vừa mới lưu ra. Open. Đây. Đây. Đó, khá đơn giản thôi. Nếu các bạn xem các nét layer có nếu bị lỗi thì các bạn có thể chỉnh sửa lại. Ta đã được một bản CAD rất là nhanh và đơn giản. Đó, đây là đã xong từ Solid sang CAD. Bây giờ ngược lại nhau, ta có một bản CAD này ạ, ta muốn nó mà Solid có thể được, chúng ta làm như sau. Ta mở SolidWorks lên, bạn click new, bạn chọn bản vẽ 2D, ok, bạn chọn phủ giấy, được rồi, các bạn click vào insert, bạn chọn DWG. Các bạn tìm đến cái file DWG, bạn click đây, DWG, đó, đây, open, bạn chờ một chút, bạn click vào next nếu mà các bạn có cần các tùy chỉnh của nó. Đây. Nếu mà các bạn đã các con số này các bạn đã vừa ý rồi, các bạn nhấn click rồi. Đó, đây bạn điều tùy chỉnh, đây là tỷ lệ. Nếu bạn tỷ lệ 1 thì nó sẽ không to thôi. Đó. Rất là dễ thôi. Các số này bạn có thể tùy chỉnh được. Đấy, các nét lại rồi. Đó, rất đơn giản thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo của mình.